Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại Clickbuy. Thì hôm nay anh em có thể thấy ở đây ấy, thì mình đang cầm một siêu phẩm ở trên tay, mới được ra mắt có 2 hôm thôi. Thì tên của em nó chắc không ai không biết rồi, là S22 Galaxy Ultra. Thực sự là đến hôm nay mình mới được sờ vào máy để trải nghiệm vì con này nó đang quá là hot. Hiện tại anh em có thể đặt hàng ngay tại Clickbuy và giá limit của em này đang là 30.990.000, với rất nhiều ưu đãi của nhà Samsung và đặc biệt là sẽ có thêm quà tặng nữa của bên nhà Clickbuy nữa. Cho nên anh em có thể tham khảo thêm nhé. Thì bây giờ mình sẽ tóm tắt một vài thông tin về máy cho anh em. Thứ nhất là về thiết kế. Thiết kế của em này thì sẽ có một mặt lưng nhám. Phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản màu rượu bân đỏ bơn cơ đi. Cụm camera thì đã được loại bỏ phần khung viền, khác với con S21 nên là thiết kế được tối giản, trông máy nó không bị hầm hố. Cường lực của mặt lưng sẽ là Gorilla Glass Victus Plus. Khung viền máy thì đã được bo tròn lại cho nên cái cảm giác cầm nắm nó khá là chắc tay. Và đây cũng là khung viền AMO Aluminium. Chuyển qua phần màn hình ấy, thì màn hình của em này sẽ là màn hình Dynamic AMOLED 2X. Kích thước của màn hình rất là lớn, lớn nhất trong các dòng Samsung S22 được ra mắt đợt này của nhà Samsung là 6.8 inch. Tần số quét màn hình thì tất nhiên là vẫn vào 120Hz. Chất lượng hiển thị của em này thì thật sự là rất là tuyệt vời, là Quad HD+. Và một điểm đặc biệt nữa là màn hình của em này là màn hình sáng nhất của Samsung với độ sáng lên đến 1750 nits, hơn hẳn con S21 cũ là chỉ là 1550 nits thôi. Camera thì sẽ có 4 camera. Camera chính thì lên tận 108 megapixel. Và một điểm đáng lưu ý nữa là khả năng zoom của em này thực sự là rất ấn tượng. Camera có khả năng zoom lên đến 100x, thực sự là điều không tưởng luôn. Cộng với khả năng chống rung quang học cao cấp nhất của nhà Samsung cho lên cho ta cái chất lượng ảnh hay là quay video khá là tốt. Em này thì có rất nhiều tính năng chụp hình và nổi bật nhất theo như nhà Samsung đang khẳng định là em này đang có khả năng chụp ảnh 3D tốt nhất của nhà Samsung hiện tại. Cấu hình của em này sẽ được sở hữu dòng chip Snapdragon Ram 8 Gen 1. Con chip này thì đang là con chip mới nhất và hàng đầu mới được ra mắt của nhà Qualcomm cho nên về cái tốc độ xử lý chơi game hay là dùng tất cả các tác vụ thì anh em không phải nghĩ nhiều. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có các tùy chọn là RAM 8GB, RAM 12GB và ổ cứng là 128, 256 và 512. Và một cái đặc biệt nữa là phiên bản S22 này ấy, thì S Pen sẽ được đi kèm với máy luôn. Mình không phải mua riêng ngoài như các phiên bản S21 nữa. Và độ chế của S Pen này cũng được cải thiện hơn nhiều là 2.4 mili giây, cho nên cái cảm giác gần như là không có độ trễ, trải nghiệm thực sự là rất là thích. Mà về pin của em này thì sẽ được sở hữu pin là 5000mAh/giờ, cùng với công nghệ sạc 45W/giờ nên là công nghệ sạc này nó rất là nhanh. Và đấy là đánh giá nhanh của mình về em máy này. Vậy thì anh em cảm thấy thế nào? Có thể comment ở bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại.